Tết mát. Anh quay chính là nhất. Chính là nhân viên nghiệp này. Tân An Group, à, công ty, tên công ty của máy. Chuyện gia bác luôn, bà đặt ta, cà đàn ngọt. Đó là dạng tỷ hát luôn. Cái đàn mà để Làm YouTube đó, không có mai nó học, nó được rồi, nó tự học nó được. Mọi người hay dùng đàn để làm YouTube. Của mình phải đạp đó hả? Đạp cho nó nhả ra. À. Dính quá đạp cho nó nhả ra. Có nó nhặt luôn. Đạp là nó nhả ra liền luôn hả? Làm cái chưa. Đó là không rồi tiền. Mà hiện tại ở đây mất nhà còn xe đâu. Anh em đang làm kem đâu? Làm đôi. Mình làm chậm nó khô hết không? Nóng hết. Mình muốn làm nhanh làm chậm gì cũng được. Cái phần này á. Phần này mà em làm phần thứ hai để ăn nên phần này làm nhanh đi. Anh hay quay á. Làm nhanh làm chậm thì cũng được. Muốn làm chậm nó thì mình có cái bàn đạp á, mình giữ nhiệt độ cho nó có tẩm ẩm hòa, nó không bao giờ cháy. Còn mình muốn làm nhanh á thì mình quét nhanh là nó ra. Đó rồi, thử theo từ lớp, lớp là cái cuốn cuốn. Bàn cam rồi đó. Cái cuốn đó, với cái máy này một lần mình được 10 cuộn á. Dạ, mình quét hết cái mặt này luôn, nó ra được 10 cuộn thì mình bà, nếu mình bán thì được 2 ly. Còn lúc đó là mình phải xả thôi, mình mới kẹt, đẩy được không? Đúng rồi. Xả cho nó dễ lên, mềm lại. Có nhiều cách làm lắm. Ví dụ mình cuộn sô-cô-la ở giữa, mình cuộn dừa ở giữa kem nữa thì cuộn lại. Cái đó cũng ít người làm. Ví dụ làm thử rồi quay. Làm thử rồi quay. Thôi, thích ăn lắm. Ai thích ăn chơi thì làm cái đó. Phải hôm nhà phải luyện trước. Tại vì bạn diễn đó bồng nghe tỏi với xả vậy đó. Ăn đi Quý. Cái này từ đầu đến làm phần 2. Và cái này trang chảo. Ủa rồi sao bạn này nó bùng cái sân lên cái chân vậy? Vì dán. Cái dán này chế này can dán. Dán này can dẫn chuyển. Anh chị làm tính làm kem dừa nè, kem dừa hơi đặc biệt. Kem dừa là mình cắt lấy cái dừa. Kem quay lên đó là một kem dừa là có 19.000 một kem. Mà quay thôi tại người ta. Cái gì? Cái phê luôn. Cái này nó nhừ sẵn mình đỡ bầm ha. Còn trái rồi phải bầm nhanh nhuyễn. Cái
Đấy, mình giải cho người dao quay cho người dao nó bán cái đồ hai cái tay mình nhiễm là được rồi. Để đi kiếm thêm nguyên liệu làm cho nó ngon. Nó trời ơi, bởi ủa trời này con bán đàn chứ con bán cái gì cũng không. Một tên đó nó bán nhiều hơn, nhiều mặt hàng. Vậy đó hả? Mình bán cái kinh này. Mà mình xả cái kia nó nhẹ lại. Dạ đúng rồi, khi nào mình thấy cứng thì mình xả. Cũng hay. Hai này giờ đổ thức lên chuột cũng hay. Thở tập thể dục. Thở dẫn hay bây giờ đi YouTube hết chơi hết đường quay vậy vậy lại mắng em cũng luôn rồi. Giờ bán cà rem luôn. Này là nghề ngoại truyền lại à. Lấy cái quay cái ghê cái thấy không? Có đâu có nó làm nè, biết liền cái gì. Nghĩ ra nè. Rồi thầy coi nó làm không? Coi là hai thứ luôn. Tại vì nhỏ này làm cái gì nó khô, phải đập